Nhưng mỗi lần mà bà cãi là em im lặng à. Em thích chọc bà lắm. Mà nói không được, bà mở cửa phòng xuống bếp bà ngồi. Em không xuống em nằm đó luôn, coi để làm cái gì. Bà gài. Em tên là Trương Thành Sang, em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến giờ luôn. Em là làm hành chính là làm kế toán, còn sau hành chính là em làm spa công nghệ. Bao nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nay 27 tuổi chị. Em? Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, em cũng sống tại Sài Gòn từ nhỏ tới lớn. Công việc hiện tại của em là diễn viên múa. Em sinh hoạt trong vũ đoàn ABC. Dạ. Em chờ đoán đi nè. Đi spa công nghệ là gì nè? Tại vũ đoàn hay đổ mồ hôi vậy đó. Cho nên cái tai nghe nó hư. Tai nghe nó bị ướt nhẹp mà. Cái thông cái đầu nó lên mạng coi bây giờ spa bây giờ muốn làm cái tai nghe cho nó mới thì sao? Đúng nghe cái ông Tình Sang cũng làm spa công nghệ. Dạ em nổi tiếng lắm anh. Rồi một ngày được chờ cái mang cái iPod ra mà nó đang thùi lùi vậy đó giọng người ta. Cuối cùng làm xong hai người gặp nhau chạm tia mắt đầu tiên rồi cuối cùng quen nhau luôn đúng không? Dạ không. Hai đứa quen sao nè? Dạ tụi em là có cái duyên từ nhỏ. Mẹ em thì buôn bán đồ ăn sáng trước hẻm nhà ảnh. Cái năm đó là em học lớp 11 thì em học xong là em ra phụ mẹ để dọn hàng về á. Ảnh hay ra mua đồ ăn sáng của mẹ em ăn. Em thấy ảnh đẹp trai, bóng bẩy lắm, trắng mà dễ thương lắm, không có xấu như bây giờ đâu. Xấu bây giờ rất là cái phim gì đúng rồi, ai cũng nói được á. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi nhưng mà em nghĩ ảnh là chất gay á chị. Hả? Em nghĩ ảnh gay lắm. Người đó giờ em không biết hả? Em dạ. Không biết thích thì thích nhưng mà vẫn nghĩ ra. Đầu tiên là thích nhưng mà thích gay. Suy nghĩ là dạ đúng rồi. Phải là gay hay không? Dạ đúng rồi. Đó là em cảm giác của em. Dạ thì em cũng có tia vợ em từ lúc bán bánh mì á anh. Ừ. Là lúc đó là em ra em ăn hoài anh. Bánh mì em... ngon không? Dạ ngon. Vô luôn bán không? Dạ không. Đã biết mẹ vợ em trước rồi, em hỏi là cho con xin Facebook của con gái bác. Thì em lên em coi thì em thấy vợ em có bạn trai rồi. Em hơi thất vọng. Cho nên thôi em để nó luôn, không nói quan tâm nữa. Dạ. Đến khoảng 5 năm sau là mẹ em không bán mì nữa mà bán bánh tráng. Lúc đó là em đang đi nghĩa vụ từ đơn vị về. Thì em thấy trên mạng là vợ em bán bánh tráng. Cho nên là em vô em ủng hộ. Đặt ship tới anh, bạn trai giao tới. Em là thất vọng nữa. Thôi thất vọng. Dạ. Tội nghiệp em thiệt á, 5 năm đầu ăn bánh mì để ủng hộ. Nó vẫn có bạn trai. Chuyển qua bánh tráng thôi mà vẫn có bạn trai. Ta ăn bánh tráng nó vẫn có bạn trai. Đừng có nói 5 năm sau con bán còn được lộn nữa. Năm sau nữa là chuyển qua là bán cái gì với anh? Trà sữa. À bán trà sữa. Rồi. Trời toàn là tủ tiên nhưng mà toàn là mốt tiên. Vẫn có bạn trai anh. Vẫn có bạn trai ship. Nhưng mà em vẫn thích. Tại vì boss nào em cũng phải like, em thả tim hết để em tương tác với vợ em. Cái đau đớn là vẫn còn ông bạn trai nữa. Rồi đến cái lúc nào thì mới hết ông bạn trai? Đến lúc vợ em là đăng lên là đang buồn, là mới chia tay xong. Em thấy cơ hội tới rồi, em tấn công liền. Em vô em hỏi thăm trên trời dưới đất, hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi tùm lum hết. Để em có cớ để em hẹn vợ em cà phê. Nhưng mà rất chảnh. Em hẹn 2-3 lần không bao giờ đi được. Tại vì em là diễn viên múa anh chị, nên là ảnh đi làm về là bắt đầu vợ em đi làm, nên là không có khớp nhau được. Em cũng thấy ảnh là cũng nhiệt tình tâm sự quá. Ngày nào cũng nhắn tin rồi hỏi ủa em với bạn trai em sao rồi, có về chưa này kia. Em nói dạ thôi em không để ý tới đâu. Xong ảnh nói là đúng rồi em, đừng có quay lại nha, đừng có quen lại. Mấy người đó không tốt đâu, đừng có quen lại. Em nghĩ ảnh là chỉ là chia sẻ. Dạ đúng rồi, anh trai mưa thôi. Em từ chối anh hoài, em thấy ngại quá. Em gọi thì em rủ anh đi cà phê. Là chúng hai đứa mừng không em? Dạ, lúc đó em bất ngờ lắm anh. Em đang ngồi, em đang làm việc như nè, tự nhiên có cuộc gọi đến số lạ em đâu biết đâu. Anh nói alo, anh hả, đi uống cà phê nha. Anh em bé Thiện nè. Cái đó tim em đập nhanh lắm. Cái em cũng đồng ý thì có cơ hội đến mà anh phải chớp liền. Rồi coi như xong hôm đó là hai đứa chính thức quen nhau đúng không? Dạ chưa. Tụi em quen nhau chính thức là sau sinh nhật của em á. Là sau đó bao nhiêu lâu? Sau 2 tháng. Rồi mẹ em biết tin là em quen với bạn này, mẹ em có vui không? Cái ngày đầu tiên mà ảnh chở em về á là sau cái bữa cà phê đầu tiên luôn á. Mẹ em thấy ảnh, mẹ em lo em vô nhà, mẹ em nói trời ơi Thiện ơi, lấy thằng này đi. Hồi nhỏ ảnh 1-2 tuổi á là mẹ em mang bầu em á, là mẹ em có nựng ảnh rồi. Dạ là tại vì gần nhà nhau á chị, nên là nhân duyên. Dạ. Ảnh thấy mẹ em mà cái bụng bự gì á, mẹ em kể lại là ảnh chạy. Ảnh cứ chạy mà mẹ em cứ bắt lại nựng ngắt. Em nói giỡn với mẹ em á là hồi xưa mẹ test thử á, bây giờ con xài. Sau khi mà mẹ nói lấy thằng này đi thì lúc đó cái suy nghĩ của em trong đầu là sao? Dạ em cũng thích lắm chị. Em thấy ảnh hẹn mình ra vậy đó là biết là chắc chắn ảnh sẽ muốn tìm hiểu mình. Em cũng nói là dạ con biết rồi. Em nói là cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi dạ. Sau đó là cái như 2 tháng sau là tới sinh nhật em. Dạ, chuyện gì xảy ra? Vợ em dụ em uống chút em hoài, em đâu uống đâu, mà bắt em ép em uống. Thì em cũng uống, cái em xỉn quá.
mất lý trí luôn anh. Ừ. Phải làm gì? Ngồi sát sát với em vậy đó. Em cũng có cớ mà em ngồi em ôm luôn. Em ôm. Rồi em đưa vợ em đi về. Về đâu? Dạ không biết. Anh cũng ghê lắm anh. Là em thấy anh sắp sáp vậy đó. Anh không chịu nói là ờ em ơi là bạn gái anh nha. Anh cũng không chịu mở lời. Mà anh cũng cứ ngồi sát sát cả cả mình vậy đó. Thì mình bực chứ. Bữa nay em uống cũng nhiều. Khoan về đi, anh đưa em đi, hai đứa mình tâm sự. Tâm sự đi, hiểu nhau. Thì em nghĩ là à chắc đây là muốn nói rồi đó. Thì bắt đầu anh mới chở em đến chỗ đó. Lúc đó là cũng khoảng 3 giờ sáng rồi chị. Tại vì đi sinh nhật mà đi hai ba tăng lận xong rồi không biết tâm sự kiểu gì mà sáng dậy thấy hai đứa không có mặc đồ. Ở chỗ đó thì không lẽ bây giờ ở ngoài công viên mà không mặc đồ. Này thật sự. Nhưng mà trong cái lúc mà hai đứa tâm sự đó, phụ huynh có gọi điện không? Dạ có. Mà mẹ em gọi thì lúc đó em cũng ngủ rồi thì chồng em bắt máy thôi. Rồi sao? Rồi mẹ nói sao? Hai đứa đang ở đâu? Dạ khuya rồi đó, về nhà đi. Dạ là bé Thiện á, đang mệt quá như là xin ngủ ở ngoài. Ừ. Thì cái mẹ em cũng nói là thôi ngủ đi, không sao đâu, có gì sáng về. Dạ. Ôi, cũng là gián tiếp ủng hộ rồi. Dạ. Nhưng mà em thất vọng anh. Sao vậy? Thì qua cái đêm mà sáng dậy không mặc đồ em thất vọng lắm. Cái em hỏi, ủa em có nhớ gì tối hôm qua không? Nói em nhớ gì hết trơn á. Anh làm lại được không? Là bắt đầu quen nhau. Dạ, em nói là mắc cười quá, chưa nói quen gì hết mà làm gì người ta. Em mới bắt buộc ảnh là phải tỏ tình em đi. Rồi trước khi đám cưới, chắc anh nghĩ là chắc đâu có cái biến cố gì xảy ra đúng không? Tức là gia đình em có đồng ý cái mối tình này không? Dạ cũng cũng có trắc trở nhiều lắm chị. Trắc trở cái gì? Ba mẹ em là nghĩ là vợ em là đi múa, chụp hình trên mạng thì cũng đi vũ trường hay là ba búp này nọ. Nghĩ là vợ em rất là quậy đó. Nói chung là quậy. Thì có khuyên em là suy nghĩ kỹ nha. Rồi hãy lấy. Thì em cũng có dẫn vợ em về nhà. Nhà em bên mẹ em tới mười mấy người luôn chị. Em phải đi thuyết trình từng người, từng người, từng người, từng người. Ờ vậy hả? Nhưng dạ. Mà rồi đám cưới vẫn xảy ra đúng như cái dự định của mình đúng không? Dạ đúng. Là mẹ em đi coi ngày luôn. Bây giờ mẹ cưng vợ không? Dạ cưng. Ba má chồng dễ thương lắm chị. Ờ. Như vậy là đó chắc lại là cái khó khăn nhất đối với em. Dạ đúng rồi. Trước khi đám cưới đúng không? Dạ. Hai chồng cưới nhau lâu chưa? Dạ hơn một năm thêm được mấy ngày anh. Chắc có lẽ ảnh là một người chồng lý tưởng đúng không? Rất lãng mạn, dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ không, ảnh chỉ là không hút thuốc, không uống rượu, bia. Thôi giờ tôi hỏi tật xấu à? Đó. Không, đừng có nói con tật xấu. Con bao nhiêu là xấu hết luôn đó chị. Chỉ trừ tay đó ra. Cái tật xấu nào mà nó sợ như vậy, xấu đau, xấu đớn á. Xấu đau, xấu đớn luôn là nhìn ảnh rất là đẹp như vậy. Nhưng mà ở nhà rất là bê bối. Và rất là trễ giờ, rất là mò mẫm. Trước khi mà lấy nhau á, là ảnh là một người hoàn hảo. Em là một đứa bê bối. Nhưng mà sau khi lấy nhau á, hai đứa em đổi tính cho nhau luôn. Với lại mỗi lần mà em hẹn hôm nay 6:30 mình đi nha anh, là lúc nào cũng 6:30 mới bắt đầu tắm. Lúc nào em cũng phải là người xuống dưới dắt xe và em nổ máy sẵn em đợi. Rồi thứ hai là bê bối là phòng á, em rất là gọn gàng sạch sẽ. Em rất là thích sắp xếp đồ đạc trong phòng, trong nhà. Còn ảnh á, là mỗi lần mà em xếp xong là ảnh, cái chồng đồ em xếp rất là đẹp. Ảnh thích cái áo màu hồng ở dưới đây, ảnh rút tẹt đổ hết nguyên chồng đồ của em. Hey, lưu ý chi tiết nghe, thích áo màu hồng nghe. Lưu ý nghe. Dạ đúng rồi, ảnh vậy đó chị, nên là thích màu hồng và màu thích tím. Thích màu hồng và màu tím. Ban đầu, buổi ban đầu gặp nhau là đã thích màu hồng và màu tím nghe. Dạ. Người thích màu hồng người ta rất lãng mạn. Không là... lãng mạn. Anh nói với người ta nói rất nhiều nhưng mà anh nói với em rất ít. Dạ, với lại anh bị cái gì á? Anh bị gì ta? Cục xúc hả? Bị cục xúc á chị. Dạ, ví dụ vợ giận để vợ giận luôn, không thèm năn nỉ luôn đó chị. Đó là vô tâm. Chỉ lãng mạn đúng dịp thôi anh chị. Giống như là một năm sinh nhật em thì lãng mạn đúng sinh nhật em thôi. Còn lại là không có lãng mạn hết, như 8 tháng 3 hay là phụ nữ Việt Nam cũng không có tặng quà. Ngược lại với những người phụ nữ khác thì có. Hả? Có không vậy? Có không? Hả? Không. Cái gì ông ơi? Ông vợ ông bắt có. Tại vì vậy em để ý thôi chứ em thương vợ em lắm á. Ý là em phải tư vấn cho nhiều khách hàng nữ. Cho nên là vợ em hay ghen lắm. Thấy thương vợ quá. Không có tật xấu. Dạ không, rất nhiều. Nhiều. Dạ. Chóng mặt luôn. Chóng mặt luôn. Dạ. Nhất luôn. Là xem live stream anh. Giống như em đang làm ở dưới nhà này nè, giờ em trên lầu á, mà coi live stream mà mở cái loa lớn anh, em nghe luôn. Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt. Rồi em nghe mà em đang làm, em giật mình vậy anh. Cuối ngày cái alo giao đồ cho Thiện anh ơi. Là cái đó bữa đó là em làm là công không luôn. Là bà thích mua đồ online hả? Dạ đúng rồi. Mua hoài luôn anh, ngày nào cũng mua á. Cái bệnh đó là trời ơi, con bí ngô nhà tôi với cái bà Dung bà vú dạ. Nó là bây giờ còn ghiền hơn là đó hả? Thôi đó. Chốt vậy hả? Chốt đó. Còn gì nữa không? Dạ còn anh. Nghe lộn là em mới biết là giờ em cũng bị thần kinh nhẹ luôn. Nhẹ lên sao? Hai chồng em là chuẩn bị đi ngủ rồi, cũng 11-12 giờ đêm rồi. Tự nhiên khơi chuyện ra, cãi lộn anh. Mà mỗi lần mà bả cãi là em im lặng rồi. Em thích chọc bả lắm. Bả nói không được, bả mở cửa phòng, xuống bếp bả ngồi. Em không xuống em nằm đó luôn, coi để làm cái gì. Bả gài.
xong rồi đi xuống nhà mở cửa nhà luôn, nghe cái ké cái là em biết đi ra ngoài đường rồi đó, là bỏ nhà đi. Dạ đúng rồi, bỏ nhà đi anh. Cái em thấy là mở cửa nhà là em lo rồi, em cũng đi ra ngoài đường em kiếm, em đi vào vòng đi bộ hồi em vô em phải lấy xe em đi kiếm, nản quá em kiếm thấy là mệt quá rồi. Cái em nghĩ đi hồi cũng mới về thôi, thì em chạy đến cái hẻm đó thấy hai cái đùi nha, ngồi như nè em hởm như nè, em bóc hai cái đùi em liếc vô em dòm nó mặc chỗ ụ nè. Là núp trong một cái dạ, ngã ba vậy núp, đó núp trong một cái hông, núp trong một cái hốc nhà người ta cái cửa sắt á, ban đêm đó dạ. Nguy hiểm lắm nghe em, nói chung là giận lên là bỏ nhà đi. Dạ, dạ em hay hù á, em thích hù ảnh lắm, là lúc mà em chỉ muốn giống như trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi thì ảnh sẽ kéo tay mình lại nè. Mà em không kéo luôn, em đứng cái cầu thang em nói trời ơi sao giờ chưa ra chưa kéo nữa chưa năn nỉ nữa đó. Mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi rầm rầm đi mình bỏ đi xuống. Dạ đúng rồi, cho chạy xuống kéo cửa ra cũng không chạy xuống gì, quê quá, đóng cửa lại thì cũng phải đi, mà đi mà cứ nhìn em cứ nhìn lại ủa sao chưa ra nữa. Dạ mà khuya rồi, 11, 12 khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa mà em không có điện thoại không có tiền, xong rồi em nói bây giờ mình lỡ ra rồi mình lỡ phóng lao phải theo lao luôn, bây giờ mình đứng lại á thì mình quê, mình về mình quê lắm, mà mình đi á chỗ nào mà anh dễ kiếm quá á, thì mình cũng quê. Mà chỗ nào anh khó kiếm quá, anh kiếm không ra thì mình sẽ không về. Xong rồi em nói thôi bây giờ mình núp vô cái nhà đi cho anh kiếm không ra trước, rồi xong rồi bắt đầu mình mới ló ra sau để anh kiếm được. Xong rồi em ngồi đó em núp, xong rồi em nói em thấy ảnh, em thấy anh đi ngang nhưng mà em trốn kỹ lắm chị. Em thấy anh đi ngang em nói trời ơi cũng đi kiếm mà mày đặt hả, nãy không dí theo luôn đi. Xong rồi em vui lắm, em ngồi em giận mà em vui đó. Xong rồi kia em thấy anh không thấy, anh đi qua luôn rồi. Xong cái em ngồi ló ra khoảng 5 phút em thấy mất tiêu luôn chị. Em nói trời bây giờ chỉ có nãy vô anh ngủ, có nãy vô anh ngủ không, em thấy em ru vậy. Anh nói vậy thôi bây giờ mình đếm từ 1 tới 100, nếu mà không thấy ảnh á là mình đi về, còn thấy ảnh là chức ông trời thương nhân duyên tiền định hai đứa. Thì em đang ngồi em đếm sao em thấy chiếc xe bạch ảnh chạy tới, trời em mừng quá trời luôn chị. Mà vẫn phải thể hiện vẫn phải thể hiện. Xong ảnh nói đi về không, không. Xong ảnh nói thôi khuya rồi đi về ngủ đi. Xong em đứng dậy em tự đi bộ vô. Chồng em thấy dễ cưng quá à, không có thay đổi gì không? Dạ có, em mong muốn chồng em mê thể thao, rất là thích đá banh, một tuần là phải đá banh 2 ngày, thứ ba với thứ năm, là bất chấp luôn, bất chấp công việc cứ để qua một bên vậy đó chị, là cứ đúng giờ hẹn là phải đi đá banh. Là em muốn chồng em bớt đi đá banh lại. Cái đó tốt mà anh chị, thể thao tốt mà, nhưng mà vợ em cấm em kiểu. Dạ tại vì mỗi lần ảnh đá về là ảnh té, lúc nào cũng bị nên mình xót á chị. Còn em sao cưng? Dạ em chỉ muốn là vợ em là bớt đi diễn lại nhiều á, tại vì hai vợ chồng em là cũng đang mong có em bé cho nên là hạn chế đi diễn lại để dưỡng cho con người cho nó khỏe. Chứ còn cái là mong vợ em là đừng có hửi em nhiều quá nữa. Em hửi hả? Hửi. Có cái tật xấu rất kinh dị luôn, không biết ai giống như vợ em. Tức là em đi làm về khoái hửi mà những cái chỗ mà nhạy cảm mà hửi cho kẹt nữa. Đúng rồi. Ghiền mùi hả? Dạ đúng rồi. Em không hửi em ngủ không được. Với mỗi lần mà em có cái tật luôn á là trước khi ngủ là em phải đưa gì nè. Đó, giờ em ngủ mới ngon. Trời ơi. Đó, thôi vậy cái đó dễ cưng mà. Cái đó làm sao mà bỏ được, cái đó không cần bỏ em ơi. Nhưng mà em nhột lắm. Nếu mà giờ vợ bớt đi múa lại thì chồng cũng bớt đi đá banh lại. Hai đứa như vậy mới là đồng chồng đồng vợ đúng không? Mấy đứa rồi này, yeah. Rồi cũng mong cho, cũng chúc cho vợ chồng em qua năm sau sẽ có được tin vui ha. Yeah. Và cuối năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với vợ chồng yêu thương. Yeah yeah yeah. Rồi chị cảm ơn hai em. Cảm ơn chị. Cô dâu người muốn bạn vỡ mặc áo dài này cũng dữ à. Cưng mặc cưng thấy mệt không? Dạ mệt lắm chị. Mệt lắm hả? Dạ. Nhưng mà khi mà mặc lên người thì em cảm thấy như thế nào? Lộng lẫy hơn chị. Đúng rồi, rất là đẹp. Và có nhớ lại cái khoảnh khắc đầu tiên mà mình đặt cái sơ đê này không? Dạ có, đây là lần thứ tư em được mặc váy cưới. Ủa sao lại lần thứ tư mặc váy cưới là sao? Là có nghĩa là bọn em đã cưới ở quê 2 lần và vào Vũng Tàu 1 lần. Là hôm nay là lần thứ tư mà các bạn từ Vũng Tàu lên à? Dạ vâng ạ. Bây giờ anh hỏi nè, giới thiệu về mình đi nào. Em là Trần Trung Tâm, thợ điện, em 24 tuổi. Dạ. Trung Tâm? Dạ. Dạ em Đỗ Thị Huy ạ, em năm nay 24 tuổi. Dạ. Vậy là hai đứa đám cưới mấy năm rồi? Dạ bọn em cưới được 6 tháng, hơn 6 tháng. 6 tháng mấy ngày? 6 tháng rất son đúng không? Và rất trẻ đúng không em? 6 tháng, 6 tháng nhưng mà quen nhau khi nào? Hồi học còn học năm nhất ấy, có làm chung một công ty đa cấp. Thời đó thì trông vợ em rất là dễ thương, nhon và cá tính.
bây giờ vẫn nhon vậy đó. Nhon mà. Vâng, vừa giờ vẫn nhon. Hồi đấy đỡ hơn một chút, chồng cũng mến mến nhưng mà lúc đấy chưa có suy nghĩ ý định gì cả. Chơi với nhau một năm thì có cơ hội là về quê, tình cờ là ngồi chung một cái ghế tàu á. Thế mà vào cái đêm đó thì vợ em ngủ gật, thì em có ghé đầu vợ em vào vai em, tại em thấy thương quá. Đúng không? Ngủ. Lúc đấy là em dựa vào cái cửa sổ. Em mới nén hôn trộm vợ em. Ông tranh thủ người ta sao ông lại nén hôn trộm người ta thế thì có mờ. Thật là lúc đấy em cũng sợ lắm. Đấy mà vợ em mà biết thì chỉ có ăn tác. Nhưng mà em cũng nghĩ lại thôi thả hôn em. Bây giờ em có thể em diễn lại cái cảnh mà em hôn trộm vợ em. Chứ là em ngã người với lại. Rồi hôn ở đâu? Bây giờ quan trọng là hôn ở đâu? Má chán. Rồi cuối cùng sao? Thế là em hôn thêm phát nữa. Hôn phát nữa nhưng mà cái phát đó là ở đâu? Dạ phát nữa thì chỉ trên mắt. Chán thế. Chị mà như em là chị hôn mỹ luôn. Không, thế là tỉnh dậy mất, em sợ. Sợ tín nhiệm á? Rồi em à, cho anh hỏi nè, cái lúc mà Huê á lén hôn trộm em chứ em có biết không? Thực ra thì lúc đấy em không biết. Ngủ say đúng không? Dạ. Rồi nhưng mà sau đó thì đến nơi thì như thế nào? Là lúc đấy là thì có qua Ninh Bình nhà em chơi. Qua nhưng mà lại uống rượu say. Nói chung là chưa có nói chuyện gì được với lại bố mẹ em, cũng chưa nói chuyện gì được với em hết ạ. Thì nằm lăn quay ra giường ngủ luôn. Lúc đấy em cô bảo vợ em là pha cho em ly nước chanh để giã bia. Thế nhưng mà vợ em bảo không biết làm. Thế thì em nghĩ bụng cái này thì ai mà cưới được. Thực ra là lúc đấy em không thích bạn này thôi chứ không phải là em không biết pha nước chanh. Cố tình á. Tại vì lúc đấy em chưa có cảm tình với bạn này. Lúc đấy là em cũng hơi tức tí, hơi khó chịu. Cũng mến mà. Rồi sao nữa? Sau đó thì bọn em vào Vũng Tàu thì em cũng tìm đủ mọi cách tán tỉnh vợ em. Đến lúc nào thì em mới gục ngã? Vào Vũng Tàu khoảng 5 tháng thì bạn này có chốt là tỏ tình với em. Tỏ tình thì bạn ấy nói là cậu có đồng ý làm người yêu tớ không? Nhưng mà em thì... Nhưng cái lúc đấy thì vợ em không đồng ý. Em nói sao? Em nói là bây giờ em còn phải học. Vợ em cứ phải bảo là 30 tuổi kiếm được 10 triệu thì lúc đấy mới cưới chồng. Thế là bất ngờ một tuần sau là vợ em tỏ tình với em. Thế bây giờ cậu có đồng ý làm người yêu tớ không? Lúc đấy bất ngờ. Chuyện gì thay đổi sau một tuần mà em lại suy nghĩ ngược lại vậy? Lúc đầu thì em suy nghĩ là học hành là quan trọng hơn. Nhưng mà sau một tuần suy nghĩ thì em cảm thấy là bạn này rất là quan tâm. Em cũng tỏ lòng để cho mình một cơ hội để quen biết. Tại vì từ trước này em chưa có yêu bạn nào hết á. Rồi vui không? Vui. Ui trời, lúc đấy em sướng lắm, em giải cẫng lên. Ôm vợ em luôn. Có hôn không? Hôn mấy cái nhưng mà... Có phát nào đúng cái môi không? 15 phút rồi. Hôn 15 phút luôn? Dạ. Hôn đâu? Ngoài công viên bãi trước em. Kể từ đó là hai đứa bắt đầu chính thức yêu nhau. Dạ vâng. Đúng không? Là trong lúc yêu thì nó có trơn tru không? Hay là nó gặp những gì khó khăn? Vậy nè, tại vì hai bạn này nhỏ lắm. Tụi em yêu nhau là mấy năm rồi? Cũng 3 năm rưỡi, gần 4 năm. Đấy, cho nên là rất là nhỏ đúng không? Cho nên là chắc là hề lắm hả? Dạ đúng rồi. Yêu nhau rồi có cãi nhau, có đánh nhau không? Dạ có chứ. Chí chế. Ngày xưa ấy, bạn này thì bạn ấy hay ghen lắm. Mà kiểm soát 24/24. Nói chung là ghen với tất cả các bạn trai của em. Như là các bạn con gái luôn. Con gái còn nguyên thôi. Nói chung là bất cứ lúc nào em cũng kiểm soát mọi em hết. Tại vì bà suy nghĩ là mấy bạn con gái thì chưa có người yêu. Chưa có người yêu thì sẽ có những anh khác dẫn đi uống cà phê. Uống cà phê thì có cơ hội tán người yêu mình. Cho nên là cấm tuyệt đối không đi chơi với bạn gái luôn. Trời ơi, không chơi với ông chàng, chơi gái mà chơi. Cũng vì vậy mà hễ mà em có một sơ hở thì là vợ em bắt nỗi liền. Giống như đi đám cưới ấy, là có chụp chung một hai người nữ rồi đấy. Thế là vợ em ghen. Ghen xong đòi chia tay. Rồi nửa đêm em đang đi làm 2-3 giờ sáng em phải chạy từ Bà Rịa, em chạy lên Vũng Tàu. Xong em năn nỉ van xin này kia. Van xin thì sao? Quỳ luôn. Nói chung là vâng, cũng không được. Mà vợ em cứ nói một câu là anh về đi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn gia đình nhà tôi biết. Nói chung là em bảo chia tay rồi đấy. Tự nhiên lên, nói chung em gào lên xong nói em chung gào là lên sao? Gào sao? Cái câu gào của em là nói cái nội dung gì trong đó? Nói chung là em ôi trời ơi, cũng có. Em gào sao? Em gào sao? Em không diễn tả được. Nói chung là em không thể nào tả được nó. Rất là khó chịu. Xong em tức để đập bụp phát, cố tình để cho bên trong biết. Xong bắt đầu em mới cũng hơi tiếc cái điện thoại em lấy ạ. Xong em bắt đầu rú ra em phóng để cho cũng cố tình cho biết. Để cho biết. Thực ra thì em là ở trong nhà em biết. Em biết nhưng mà tại vì em ở cùng với nhà chị gái, nửa đêm nửa hôm 2-3 giờ sáng em đâu dám ra ngoài đâu. Nhưng mà em có gọi điện thì điện thoại bị hư rồi không có gọi được. Rồi em lo lắm. Em lo quả này chắc ông này chắc đi tự tử rồi. Tại vì ông này ông nhiều lần ông dọa tự tử lắm, em sợ lắm. Thế xong rồi em mới không biết làm sao được. Em chỉ biết nằm em khóc thôi. Xong một lúc sau em lên Facebook thì tự dưng thấy ông ấy lên trên Facebook rồi ông ấy xin lỗi. Xong em bảo chắc ông này ông lại ra tiệm nét nào ngồi rồi chắc không bị tự tử rồi. Thế xong em lại giận tiếp. Em đi cuối cùng là giận tiếp. Tại em đi long quăng này em không biết đâu, em vào tiệm nét. Sáng sau là em mua một bó hoa lớn tới trước cổng trường á. Vợ em nó vẫn còn giận, bảo bây giờ em cũng muốn anh lên trước lớp em
quỳ xin lỗi em không? Ừ. Lúc đấy thì vợ em thì sợ quá, thôi hòa hòa. Có nghĩa là sợ nhưng mà muốn lên tận lớp luôn, vâng, quỳ cho biết mặt đó đúng không? Nói chung là em... vợ chồng em mà giận nhau là em bất chấp là chỉ trong 1 đến 2 ngày là phải giải quyết xong hết. Không, em không làm có gì hết. Đúng rồi. Nhưng mà hồi đó giờ là có hay quỳ xin lỗi bạn gái mình không? Quỳ xin lỗi rồi nhiều chiêu, em nói chung là khó chịu lắm. Mỗi lần em khó chịu là thì nói chung là cỡ nào tới đập đầu vào đâu đó hay là làm gì đó để hành hạ bản thân nó đỡ khó chịu đi. Cho nên là phải huề cho bằng được đó. Em biết cái tánh của chồng em như vậy đúng không? Đúng không? Có khi nào á em không buông tha cái khó chịu đó của chồng em mà em làm cho tới luôn không? Có chứ ạ. Có lần mà hai đứa cũng giận nhau về một chuyện rất là nhỏ thôi. Rồi anh này anh gọi điện rồi anh ấy cũng khóc lóc này kia. Ông kêu là bây giờ ông ấy đi nhảy cầu Cỏ Mai, em sợ quá. Nhảy cầu Cỏ Mai. Ông nói vậy thôi nhưng mà xong rồi em bỏ buổi thi, rồi em chạy xuống thì em đi ngang qua cầu không thấy có cái gì. Không thấy phụ chất chơi đúng không? Em chạy xuống phòng trọ của ông ấy thì thấy ông ấy đang nằm rồi, ông ấy có chai bia ở bên cạnh. Ông ấy đập đầu. Đập chai bia vào đầu hay là đập đầu vào chai bia? Đập vào tường. Lúc đấy có máu. Có máu. Chút xíu máu. Nói chung là em sợ không? Em sợ, em sợ nhưng mà em làm sao? Em mới nói là em không muốn anh là một người yếu đuối nữa, hơn một chút xíu là tự bản thân và đầy đọa bản thân mình đó. Em không muốn như thế. Xong rồi em cũng tự đập đầu vào tường. Em thấy là em đập đầu luôn. Dạ đúng rồi. Trời, hai đứa cùng đập. Có máu không? Dạ, không, vợ em thì đau lắm chị. Em chỉ đập vậy thôi, em đập lại thôi. Em là bị xáo đúng không? Để dạ. Vợ em thì hay giận, mỗi lần giận thì không còn biết em ra sao nữa, không còn để ý gì hết. Em không còn cách nào. Cho nên em mới phải làm như vậy để cho vợ em biết. Mà... sau cái lần đó thì là hai đứa có còn tái diễn cái tình trạng đó nữa không hay là bớt đi? Dạ, đến bây giờ vẫn đến thế. Bây giờ đến bây giờ là vẫn là tức nhau là đập đầu. Dạ, đúng rồi. Vợ em thì ngày xưa em hay ghen nhưng bây giờ vợ em thì lại ghen. Ghen ngược lại. Vâng, ghen ngược lại. Nhưng mà giải quyết đa phần là bằng đập đầu. Tới bây giờ luôn á. Thế là xong chương trình này anh sẽ nói với ban tổ chức sẽ tặng cho hai vợ chồng em mỗi đứa một cái nón bảo hiểm. Em cũng nhận được cái nguồn có công, chiếc đầu công đấy. Rồi bây giờ anh hỏi nè, thế thì là lúc mà chính thức yêu nhau rồi có về chung? Không không, bọn em thì nhà ai ở? Nhà ai ở, bởi vì vợ em thì hết ở nhà chị xong lại ở nhà chú thím, mà bọn em thì bọn em vẫn cái vấn đề đó là không bao giờ suy nghĩ tới, bởi vì yêu là yêu chân thật, tức là không bước qua ranh giới, không ăn cơm chứ kẹn nó. Vâng, đúng không? Cũng vì vậy nên quyết định đám cưới là cũng là tự bọn em quyết định rất là gấp. Là có nghĩa là gấp là lý do máu quá là không cần biết gì nữa, cưới thôi. Cưới để hợp thức hóa cái chuyện mà vợ chồng đúng không? Vâng ạ. Em đã thống nhất ngay từ đầu là sẽ giữ cho nhau đến cùng thì hạnh phúc em nghĩ sẽ bền lâu. Rồi bây giờ nè, lấy nhau về thì có vui không? Rất là vui. Nói chung là anh thực anh muốn hỏi là vui là cái ngày mà tụi em hợp thức hóa đầu tiên là vợ chồng á, mình không cần phải kiềm chế nữa. Vâng. Thì cái bữa đó vui không? Vui chứ. Bố mẹ em đếm tiền bên phòng bên cạnh bọn em cứ kệ các con cứ đếm. Chồng em cứ em đang ngồi ngoài. Rồi chồng em cứ gọi xong nháy mắt rồi gọi vất. Có nghĩa là chồng em ở trong phòng đúng không? Dạ đúng rồi. Còn em ngồi ngoài. Không, chồng em đứng ngoài cửa phòng, còn em đứng ngồi ngoài với bố mẹ. Bố mẹ ngồi đang ngoài tiền. Đang đếm tiền. Nghe là em cũng ngồi phụ. Nghe xong chồng cứ khều về chồng vẫy. Xong rồi chồng gọi chồng nháy mắt. Rồi, cái là hiểu nhau rồi đúng không? Máu quá rồi đúng không? Xong rồi em vẫn còn ngại nhưng mà mãi về sau thì cũng may mẹ chồng em cũng có nói là thôi hai đứa đi nghỉ sớm đi. Cái là đúng. Sao? Nói chung là cũng có nghĩa là có trục trặc đâu, tiên mà có biết gì đâu mà đúng không? Vâng, nói chung là đầu tiên không thì... chồng em mà lên mạng tìm hiểu chứ. Có nghĩa là chồng em biết rồi. Đã. Em chưa biết gì. Sao đúng chồng không? Em dạy em. À chồng em dạy. Dạ. Nhưng mà vui đúng không? Cực đã. Nhưng mà cực đã đấy. Cực đã. Thôi thì tốt rồi. Rồi bây giờ sau khi về chung nhà rồi có phát hiện ra ông chồng mình có gì có tiếng xấu không? Chồng em thì vẫn cứ tiếp tục đập đầu. Cứ mỗi lần giận nhau là đập đầu. Vợ em hay giận, càng ngày càng giận nhiều hơn. Tức là vợ thì hay giận đúng vâng, không? Vâng, cứ một chuyện nhỏ là giận. Giận hoài. Em thì em có tính hay giận thật. Vợ chồng em là hay bị khúc mắc. Cứ hễ có một cái vấn đề gì bàn luận là y rằng là cãi nhau, giận nhau. Giận nhau xong lại một đứa đập đầu. Mày... anh hỏi nè, mỗi lần em đập đầu vậy thì có mạnh không em? Hay là chỉ đập nhẹ? Không, mạnh lắm anh. Đập em... máu luôn mà. Tao phải bây giờ cưới nhau về kìa. Đập thật luôn ấy, anh, đập đó, mạnh lắm. Gọi là gì, nãy em nói em luyện cái gì? Thiết đầu công. Thiết đầu công, rồi vợ có lần nào đập đầu nữa không? Có, bây giờ vẫn có. Nên hai vợ chồng có đập đầu liên tục thế à? Hai chồng đập đầu hoài. Tại vì em không biết có cách giải quyết nào khác nữa. Bây giờ vậy nè, hỏi nè. Cứ mỗi lần mà chồng đập đầu em đứt ruột không? Em sốc ruột không? Lúc đầu thì tưởng ông ấy dọa thôi. Nhưng mà bây giờ thì cứ thấy mỗi lần ông ấy đập là ông đập thật đau rồi. Mà đau thì càng đau thôi, đau. Thế lúc ấy có kéo chồng ra không cho chồng đập con? Có kéo xong rồi em đập ba cái luôn rồi sao? Kéo chồng em ra xong rồi em đập đầu em. Xong rồi chồng em kéo em ra rồi chồng em đập đầu chồng em. Xong rồi về sau giải quyết là bằng cách là hai đứa khóc lóc rồi xong bắt đầu nói lại những chuyện vui xong rồi bắt đầu hòa bình. Bởi vì thành ra chứ. Em là vẫn thắng bởi vì em đập mạnh hơn. Đấy. Là em giữ được vợ em giữ được em.
Em to hơn mà. Không, em bảo chồng em là ví dụ như ngày dài mà nếu mà anh còn đập đầu nữa thì cứ một cái thì em sẽ đập ba cái. Thật sự anh nghe tụi em kể anh cười thiệt. Nhưng mà sau đó anh lại cảm thấy anh lo sợ. Bữa nào mà giận quá đập mạnh cái nó chấn thương đầu là mệt lắm luôn á, nguy hiểm lắm á. Yeah. Bây giờ hỏi nè, em có mong muốn chồng em bỏ cái tật đập đầu không? Dạ có chứ ạ. Ví dụ như mỗi lần mà cãi nhau thì em muốn anh ấy là giải quyết vấn đề bằng một cách khác chứ không phải là lúc nào cũng đập đầu như thế. Ừ dạ. Rồi chồng có mong muốn vợ thay đổi đập đầu không hay là mong muốn thay đổi là bớt giận? Nói chung là em muốn là vợ em là không có giận nữa. Anh hỏi mong muốn các em à, bây giờ anh mong muốn hả em bỏ cái vụ đập đầu đi được. Không có đâu, anh không bỏ đâu, em nhiều lần nói lắm rồi mà anh vẫn vậy à? Bây giờ cái ca này là phải như vậy nè. Bây giờ thứ nhất biết là hai đứa đến với nhau dạ. từ khi còn thơ ấu đúng không? Rất dễ thương. Đó. Cho nên rằng là cho đến bây giờ có thể là trong mắt chồng thì vợ cũng chưa có trưởng thành đâu. Ngược lại trong mắt vợ, chồng cũng y như vậy, có nghĩa là vẫn hoài niệm là từ ngày xưa mà lúc mà mình còn nhỏ mình yêu nhau như nào đó. Nhưng mà các em phải nhớ một điều rằng bây giờ các em đã là những người trưởng thành rồi, sắp sửa làm một ông bố và một bà mẹ trong một cái gia đình rồi. Cho nên bây giờ á, cái điều mà chồng muốn vợ bớt giận, em phải lưu tâm cái đó. Ngày xưa mình là cô nữ sinh nhí nhảnh nhảnh thì thôi mình giận hờn đó được. Bây giờ mình đã là người vợ rồi, sắp là người mẹ rồi, mình phải nghĩ cách khác để mà mình biểu lộ cái cảm xúc của mình cho chồng hiểu. Mình giận thì mình sẽ ngồi nói anh ơi thế này, biết là chồng mình thương mình mà, thay vì cách là giận để mà đoán ý hoặc tôi như thế này kia, đổi cũng giận đó nhưng mà nói ra anh ơi, giờ em muốn anh như vậy nữa, anh đừng có như vậy nữa, em không thích vậy đâu, đừng bao giờ anh tái phạm nữa, và bây giờ em nói ra rồi thì thôi em không còn giận nữa, em quỳ với anh, ví dụ vậy, cho 1-2-3 lần cơ hội đó đi, đúng không? Và nếu em không giận nữa thì chồng em tuyệt đối không đập đầu nữa. Bởi cái đập đầu là một cái hạ sách để mà chồng em muốn em đừng có giận, đúng không? Và ngược lại nếu chồng không đập đầu, vợ đông đâu đập đầu nữa. Cái đập đầu rất nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến não vô cùng, nhớ chưa? Dạ, hai đứa hứa với nhau giùm đi. À, nhìn vợ mình nói đi. Chung là em đừng giận anh nữa nha. Đấy, rồi chờ vợ hứa đi. Vợ hứa nếu mà giận thì em sẽ dùng hình thức nào? Nếu mà ngày giờ em mà giận anh á thì em sẽ nói cho anh biết lý do em giận. Đúng. Rồi thì hai đứa mình sẽ tìm cách giải quyết khác. Ok, rồi. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh. Em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tuấn Minh. Dạ. Thế còn em? Em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền, và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm dòng hàng là mỹ phẩm và sữa tắm, thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Dạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi. Rồi bây giờ kể cho chương trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ, ai vậy nhường cho vợ. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác, thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới, và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, mà hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, sang chỗ đội mũ quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Ở lúc ấy có hơi sợ một xíu, bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng, và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ là... không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nghe cái... là bao nhiêu là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là
thời gian nó rất là nhanh, từ trong từ 1 tuần đến 3 tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được. Nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình là sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ không có liên quan gì tới chồng. Đúng rồi. Là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế. Không, chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm chồng hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi gì? Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là Minh, tại sao Minh lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết một, trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, cũng không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính mình đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến với nhau được hả? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt, và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... Tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. Rất tự tin. Thế còn Minh, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy thì tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc, mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là nhiều. Lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Gớm lâu thế, gớm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa, thử hết, nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu?
Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không, thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm, em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế. Với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy, thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng càng ngưỡng mộ bằng anh càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng thế mà còn lần thứ nhì? Khoan, nhưng mà cái lần nó đi về có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ em cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Rồi đưa lần được lần đầu rồi có đưa về lần hai không? Dạ có chưa ạ. Lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Và những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà, chỉ đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại tim vẫn đập thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố. Bố ở gần đấy thôi. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con, để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố check cam ạ, nhà có cam, bố check cam ạ. Thế rồi sao không nói là bố biết rồi bố? Bố gọi điện ạ. Lúc đấy là chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Đúng, tối trai. Là tá túc bên đó. Vâng. Rồi tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo cái truyền thống của gia đình công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây nhưng một tháng. Nhưng mà cùng đạo không? Dạ không, chồng em không có lại. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao?
chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu, nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Và là bé là nay là mấy bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu các thứ thì rất là hạnh phúc, thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đó, đang là nhân viên, bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực công việc, lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn, hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi, nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy, làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. À, thế em là khỏe lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ là trẻ Ngọ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn, thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính Ngọ là như thế thực sự, những tất cả những phụ làm nữ Bính suốt. Ngọ không, nhưng mà thực ra là như vậy nè, nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, đúng cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui, chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi ra. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Rồi có chia tay hay không? Dạ, hay có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau, mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi, chứ không chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc chắc chắn là sẽ rất là chiều chuộng. Vâng. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề, chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái, người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Julia Roberts. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á, là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của đúng mình đó. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á, rồi mình có thích nghi không? Có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ, mình phải chăm em rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á, nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày hậu tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì có mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái mà cái khả năng của vợ con không? Tại vì của vợ của mình không? Tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok. Thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì ở đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý, em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng.
thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được, quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học, học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng coi như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ. Em rồi rồi. Thế thì đúng là em bị áp lực về về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về thực ra về thì mình thực đó. Ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi nên là mẹ sẽ kiểu mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ có mẹ giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ suốt, nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại ở đây cái tức này là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ đang ở Việt Nam, đang ở Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính, và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo tất cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đi này, chú làm sao đấy? Đã già đâu mà. Thì em có nói gì đâu. Cho em nên khen là chứ. Cho nên em là khen về những người phụ nữ tuổi đấy. Vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên á, là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi thì mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái đúng rồi hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Tới kia đi. Dở trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó. Nói chung rất tử tế. Và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, về chỉ có một cái vấn đề duy nhất đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn mình, em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn từ đầu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy nó là điều bình thường. Đó, nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, người ta gọi là đa quá. Giống như đa con ấy. Con làm gì cũng thấy thương á, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đào đó. Bới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa chứ mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chả lười ở đại khái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè. Không, mình phải giật lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. À, anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ ở vậy thôi.
Ôi vậy cũng có chứ, luôn. Nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực ra là chồng có ghen nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, khó, khó lắm ạ, nhưng đó. Mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu. Không cần phải ngay. Có lười. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ em muốn mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty nó. Em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa bởi vì những năm qua Covid và sự ảnh hưởng nó quá khó khăn. Doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đó em. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Nha. Rồi, bây giờ tới em đó Minh. Bây giờ tật xấu của vợ em à? Đó, ôi. Này, khó chia sẻ quá. Chồng cứ chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn. Nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm. Em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này cả. Nói hoài, nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức mà mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ. Cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay càm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười cho nên là cái càm ràm này đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết. Thực ra em không phải là không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chi là điên, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói. Đã thế tôi không làm. Tại vì nói lại là nói nó sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào mình đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói đập bồ là chết. Mình không nghe cái gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Càm ràm, đúng không? Càm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ. Phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì mì cây nó có 7 cấp độ thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi là dữ. Nhưng mà em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng. Nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng, nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng. Nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu. Ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ. Trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay mà là... trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin chưa riêng. Bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ Minh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thì cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Thực ra đây là một cái vấn đề ra. Cái này nó tỷ lệ nghịch lắm luôn á, đang dạy. Nếu mà không nói thì làm sao cũng làm. Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá, cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói nhưng chồng em làm đi ạ. Nhắn tin khó. Không phải đâu. Nhắn. Đến một lúc nào đó, tức là thực sự nha, cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á là năm nay bạn sinh năm 96. Vâng.
đúng không? Bằng tuổi 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn, đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi, trưởng thành, đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ, lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa, đừng ai nói gì hết. Tại vì bạn ấy đã sống trong một cái môi trường như thế rồi, có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải phải không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Yeah. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn, chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, giỏi. Em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Nha. Yeah. Em khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Yeah. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Dạ. Thành ra thôi, cái vấn đề lười thôi, đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào đó tự nhận thức nó. Dạ. Tại sao mình, tại sao vợ mình cũng như mình, cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ, thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Vâng. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi, thương mẹ và sẽ là thương vợ, thương rồi lắm, thương con, thương mẹ đấy lắm. Đúng rồi. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần động đến rồi. Mẹ thôi là đấy, hình ảnh của chơi phi đó. Y như thế. Thôi xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội. Dạ. Sẽ đến với dạ, vâng, em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Rồi xin chào. Rồi.